ngừng ban hành bảng giá đất mới vì giá tăng quá khủng. Theo dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, phù hợp với luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, sau đó phải tạm dừng lại để xem xét vì bảng giá đất mới tiền sử dụng đất tăng quá khủng. Và nói như ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hãy nên đặt mình vào hoàn cảnh của người dân khi nộp tiền sử dụng đất. Bảng giá đất mới nên áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo quy định của luật đất đai năm 2024. Ông Châu minh chứng, trường hợp 1, ông A làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho căn nhà đã được xây dựng từ lâu trên thửa đất có diện tích 100m2, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu dân cư ổn định tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất này có nguồn gốc là đất nông nghiệp, có giá là 200.000 đồng một mét vuông và giá đất đường Nguyễn Văn Linh là 6,8 triệu đồng một mét vuông trong bảng giá đất theo quy định 02 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Như vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận cho căn nhà này thì ông A chỉ phải nộp tiền sử dụng đất là 660 triệu đồng tính theo công thức sau đây. Tiền sử dụng đất phải nộp bằng 100 mét vuông nhân 6,8 triệu đồng một mét vuông trừ 0,2 triệu đồng một mét vuông bằng 660 triệu đồng. Nhưng nếu tính tiền sử dụng đất theo dự thảo bảng giá đất mới, dự kiến quy định đất nông nghiệp tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh có giá là 3,2 triệu đồng một mét vuông và giá đất đường Nguyễn Văn Linh là 65 triệu đồng một mét vuông, tăng 9,55 lần thì ông A sẽ phải nộp tiền sử dụng đất là 6,18 tỷ đồng tính theo công thức. Tiền sử dụng đất phải nộp bằng 100 mét vuông nhân 65 triệu đồng một mét vuông trừ 3,2 triệu đồng một mét vuông bằng 6,18 tỷ đồng. Do vậy, nếu thực hiện theo dự thảo bảng giá đất mới thì số tiền sử dụng đất mà ông A phải nộp sẽ tăng 9,36 lần so với số tiền sử dụng đất nộp theo quyết định 02. Trường hợp 2, ông B làm hồ sơ xin tách thửa 1.000 m2 đất nông nghiệp liền kề với thửa đất có nhà ở của ông, đồng thời xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành 5 thửa đất ở, mỗi thửa đất có diện tích 200 m2 để chia cho các con. Phần diện tích 1.000 m2 đất nông nghiệp này nằm tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu dân cư ổn định tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, có giá là 200.000 đồng một mét vuông và giá đất đường Nguyễn Văn Linh là 6,8 triệu đồng một mét vuông theo quyết định 02. Cũng tương tự ông A, trước đây nếu được tách thửa, ông B chỉ phải nộp tiền sử dụng đất là 6,6 tỷ đồng tính theo công thức. Tiền sử dụng đất phải nộp bằng 1.000 mét vuông nhân 6,8 triệu đồng một mét vuông trừ 0,2 triệu đồng một mét vuông bằng 6,6 tỷ đồng. Nhưng nay, nếu phải tính tiền sử dụng đất theo dự thảo bảng giá đất mới, ông B sẽ phải nộp tiền sử dụng đất là 61,8 tỷ đồng tính theo công thức. Tiền sử dụng đất phải nộp bằng 1.000 m2 nhân 65 triệu đồng một mét vuông trừ 3,2 triệu đồng một mét vuông bằng 61,8 tỷ đồng. Thực ra, việc Sở Tài nguyên Môi trường công bố dự thảo bảng giá đất mới sẽ giúp cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh biết rõ giá đất trong thời gian tới đây. Nhưng quả thật khá sốc với các mức giá đất mới, nhất là hiện nay nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận của hơn 13.035 thửa đất chưa được cấp hoặc những người có nhu cầu xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất nằm xen kẽ trong khu dân cư đô thị hoặc những người có nhu cầu xin tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở như trường hợp của ông A và ông B nói trên. Do vậy, Hiệp hội đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng bảng giá đất cũ từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, theo quy định tại khoản 1, điều 257 Luật Đất đai 2024, để người dân có đủ thời gian làm thủ tục, xin cấp giấy chứng nhận và chạy tiền nộp tiền sử dụng đất theo giá cũ.